Anh nghĩ sao đợt dịch này nhà nước mình nên thay máu trong lĩnh vực nghệ thuật chứ tư tưởng một người đã lệch lạc quá rồi. Thì thật sự đây là một vấn đề rất là nhạy cảm, nhưng mà anh cũng cảm giác là hiện tại hình như có cái làn sóng đó đó, có cái làn sóng đấu tranh đó đó, nó âm ỉ đó. Vụ này nó hơi ghê nha các bạn, vụ này nó cũng ghê lắm á, nằm chung với vụ của ông thần y gì đó rất là căng. Duy Nguyễn có ý kiến gì về câu nói khán giả nuôi nghệ sĩ? Thật ra thì bạn đặt ra câu hỏi cũng khá là nhạy cảm đối với Duy Nguyễn trong hoàn cảnh này nha các bạn. Nhưng mà thật thiết nghĩ rằng thì sống trên đời này cái gì cũng nên có quan điểm. Thì quan điểm của Duy Nguyễn như sau, các bạn nghe cho kỹ nha. Nhưng mà trước khi nói về quan điểm của Duy Nguyễn muốn dẫn các bạn qua một cái câu chuyện khác, một cái lăng kính khác, một cái góc nhìn khác, để các bạn có thể độc lập trong suy nghĩ, không có phụ thuộc vào những cái luồng dư luận trong vòng tuần nay về câu nói khán giả có nuôi nghệ sĩ hay không. Thì bây giờ Duy sẽ hỏi các bạn, nhân dân và doanh nghiệp có nuôi chính quyền hay không? Vậy thì đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai á, thì phía chính quyền có đứng ra đại diện nói rằng không cần dân nuôi, không cần doanh nghiệp nuôi, cái này với cái kia đó nó không tương đồng 100%, nhưng nó sẽ là một cái lăng kính để cho các bạn nhìn nhận vấn đề. Các bạn cứ suy nghĩ đi, các bạn cho tôi biết quan điểm về đó đi, rồi tôi nghe ổn ổn được được á, thì tôi sẽ nói về quan điểm của Duy Nguyễn về câu mà khán giả có nuôi nghệ sĩ hay không nha. Mà nếu nói về nghệ sĩ thì Duy Nguyễn cũng là nghệ sĩ vậy 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 Duy Nguyễn phải là nghệ sĩ nha bạn. Nghệ sĩ là những người làm nghệ thuật, nên các bạn cần phải có một cái định nghĩa rõ ràng hơn về hai chữ nghệ sĩ. Nên nên bạn phải giữ lại danh dự cho giới nghệ sĩ, chứ không phải là tự nhiên nghệ sĩ người ta đâu có nói đâu, mà thằng khứa nào nó lên nó nói mà bạn coi thằng đó nó là nghệ sĩ, xong bạn chụp nghệ sĩ nói như vậy là không đúng cho nghệ sĩ. Nghệ sĩ thì phải là nghệ sĩ do ai phong tặng, nghệ sĩ do ai công nhận, phải có một cái khái niệm nó rõ ràng, tốt nghiệp cái trường nào ra, diễn được cái gì hay là hát được cái gì đó thì được coi là nghệ sĩ. Như vậy mới là được các bạn, như vậy tôi nghĩ đó mới là một cách công bằng cho tất cả các bên. Chứ còn không hẳn là bây giờ các bạn cứ tối ngày các bạn chụp vô cái vụ này, tôi thấy là cái vụ này cũng khá là hot đó bạn, khá là hot, nó liên quan tới trong và ngoài nước nữa, xong mà có liên quan tới vụ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nữa. Mà ở MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nó là hai yếu tố đúng không, lại là con của phó thủ tướng Việt Nam Cộng hòa cũ kêu là Ngụy, nhiều vấn đề đúng không các bạn ơi, nó mệt lắm nha. Nên các bạn thật sự là bình tĩnh, các bạn phải nhìn nhận suy xét trên mọi góc độ và nó công tâm cho hết hai phía, phía khán giả và phía nghệ sĩ nữa. Rồi giờ các bạn có đồng ý với tôi là dân với doanh nghiệp nuôi chính quyền không? Mệt quá. Đó, vậy trong khi là gì? Ừ, chính quyền sống nhờ lương, mà lương ở đâu? Từ ngân sách, mà ngân sách là đâu? Từ tiền thuế và giờ của dân và doanh nghiệp. Vậy thì mình nói câu đó có đúng hay không đúng? BBT với khách hàng như thế nào thì chuyện nghệ sĩ cũng na ná vậy thôi, khác bạn, khác về bản chất. Tại vì ở khán giả của nghệ sĩ á, nó ngoài cái việc mà mua vé, nó còn ủng hộ về tinh thần, nó còn ủng hộ về này về kia tất cả các thứ. Thì nhờ cái sự ủng hộ về tinh thần đó đó, thì cái người nghệ sĩ người ta mới có được những danh vọng cao hơn. Các bạn đồng ý với tôi không? Cái điểm này là phải dùng cái chữ nuôi ở điểm này nó cũng đúng thôi nè, chứ không phải là đơn giản ừ mình mua vé ra để mình nghe bài hát đó, nó không dừng lại cái mức đó mà nó là cao hơn nữa. Thông qua những cái vé đó, thông qua cái này kia thì nó mới là những cái chương trình truyền thông marketing này nọ kia, và có những người nghệ sĩ người ta có những người khán giả người ta không có tiền mua vé nhưng mà ta là fan, người ta ủng hộ này nọ kia, nó tạo ra một cái luồng dư luận rất là lớn, mà từ cái luồng dư luận ủng hộ một người nào đó rất là lớn thì người đó mới có thể là gọi là bay cao hơn mà tiến xa hơn. Bạn hiểu ý tôi nói không? Còn nếu bạn không hiểu ý tôi nói thì thôi đừng bình luận chuyện này nữa, tại các bạn không có tầm để các bạn hiểu. Nghe nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết và nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc nói về khán giả đi sẽ hiểu có nuôi hay không không. Còn phó giáo sư tiến sĩ Minh Thái thì nói nuôi nghệ sĩ ở đây là nuôi dưỡng tinh thần chứ không phải nuôi vật chất. Cả hai bạn, cả hai chứ sao, tinh thần không được, vật chất từ lưa hết. Nếu không có khán giả đúng không, nếu không có khán giả thì chắc chắn không có cái show quảng cáo nào cả đúng không. Vậy thì bạn, tôi hỏi bạn là cái show quảng cáo đó có phải là người dân người ta bỏ tiền ra để người ta mua cái show quảng cáo không? Không, cái show quảng cáo này là tự người nổi tiếng người ta làm, mà cái người nổi tiếng này người ta làm được cái show quảng cáo đó thì phải có khán giả nuôi là cái chỗ này nữa đúng không, vật chất nó nuôi ở cái chỗ này nữa chứ sao nó không nuôi được. Nên nhìn nhận cái sự việc này nó phải là khách quan, nó phải đa chiều và nó nhiều góc cạnh, chứ các bạn không thể nào nói một câu đơn giản ở nuôi giống như cho bú gọi là nuôi giống như thôi giờ cho ăn cơm là nuôi, có phải nó là một cái nghĩa nó quá hẹp đúng không, do cái não của mình nó suy nghĩ hẹp nên mình chụp vô cái nghĩa hẹp, mình phân tích một vấn đề hẹp nên kết quả mình phân tích nó sẽ sai đúng không. Ví dụ như với mấy cái tiền cát-xê, lấy đâu ra mà cái tiền cát-xê người này 100 triệu, người kia 10 triệu, người kia 500 ngàn
đó là mối quan hệ cộng sinh hỗ trợ nhau. Tôi không đồng ý câu nói mối quan hệ cộng sinh. Tôi không đồng ý mối đó là câu nói về mối quan hệ cộng sinh. Cộng sinh khi thiếu một trong hai, cả hai đều chết mới gọi là cộng sinh, đúng không các bạn? Còn mối quan hệ mà bây giờ á, người A thiếu người B, người A ta sống ok, người B đai, đâu gọi là cộng sinh được. Không 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 đồng ý chữ cộng sinh ở chỗ này đó. Nên bạn Tô Chấn này là bạn phản động, mình thừa biết bạn phản động. Mà thường thường phản động thì kiến thức có lại gì đâu, lý lẽ có đi tới đâu đâu, nên nói chuyện kiểu ba chụp ba chạm là cũng dễ hiểu thôi đó. Nên tôi chỉ nói bạn vậy. Còn tất nhiên bạn là phản động thì tôi còn không đồng ý với bạn nhiều vấn đề nữa, chứ không phải vấn đề này không đâu nha. Đó, bởi vì muốn nói gì nói nó phải có cái trình, nó phải có sự nhận thức, chứ không phải thời buổi YouTube này nọ rồi thời buổi mạng xã hội đồ lên nói nhăng nói cụi, nói theo quan điểm cá nhân của mình, mà quan điểm cá nhân mình tầm bậy tầm bạ mà đi cãi lộn là dở. Có bài trên Vinh nói về gì nghệ sĩ rap, anh nghĩ sao ạ? À? Tao thấy bài báo đó viết đúng á. Nói chung á thì bây giờ anh cảm thấy cái chuyện xin lỗi có đâu nặng nề, mình làm sao mình xin lỗi cái câu cửa miệng. Anh ra nước ngoài, anh đi qua Mỹ, anh ta nói excuse me rồi sorry đồ từ lưa hết dưa hết, có đâu ngại, chuyện đó rất là bình thường. Hai cái câu mà đời người cần nói nhiều nhất á, là câu cảm ơn và câu xin lỗi. Thật sự các bạn nhớ coi, các bạn ngẫm nghĩ có đúng không? Nên chả có gì mà phải gọi cả, mình cứ là người bình thường thôi, mình chỉ là một cá thể nhỏ nhoi trong xã hội thôi, một trên 97 triệu, không hơn không kém đó. Còn ai sân si với mình đó thì mình điên máu lên mình sân si với nó lại quề thôi. Anh Duy ơi, em thấy Leo cũng đưa được nhiều mặt tích cực và nâng cao ý thức của giới trẻ. Ý thức của giới trẻ là giờ ngồi ở chỗ đi đi đào tiền ha mày. Ừ, nó làm được cái gì? Tao chưa bao giờ thấy thằng Leo nó kêu kéo nhau ra đường đi tập thể dục thể thao, đúng không? Chưa bao giờ nó kêu sống làm theo lời bác, đúng không? Mà tao chỉ đọc được cái comment của nó nói là nó nói là nó nhục nhã khi nó là người Việt Nam. Còn tao đọc được comment của nó thì nó cái điều đó có tích cực hay không? Nếu mà giờ thanh niên Việt Nam học theo thằng Leo, đúng chưa? Mà 97 triệu người nó đều nhục nhã khi là người Việt Nam hết á, thì mày nghĩ coi trên đời này còn hai còn một đất nước có tên là Việt Nam hay không? Đó, tích cực là gì? Tích cực là phải làm để kiếm đồng tiền thực tế, chứ không phải ngồi đây mẹ mơ mộng như những cái phù du, đúng không? Không phải đi quảng cáo Bitcoin, không phải đi kêu quảng cáo tiền ảo. Nó hôm qua tao đọc kìa, người nổi tiếng quảng cáo tiền ảo có thể bị tù bao nhiêu năm mới tới chung thân, nghe ghê biết có không nữa. Các bạn trẻ bây giờ bạn sống lỗi quá, bạn sống ẩu quá. Bây giờ tôi hỏi các bạn nè, bây giờ ok, bây giờ là Việt Nam là nước xuất khẩu thứ sáu qua Mỹ, ghê chưa, tự hào chưa, ngon chưa, tự hào sống tự hào mày. Tất cả những nước xuất khẩu qua Mỹ mà cao đều là G7, ok, ngoài G7 ra có Mexico, xong tới Việt Nam mình quá tự hào. Vậy tao hỏi tụi mày, tụi mày nhà tụi mày đào tiền không à, đúng không? Lời lỗ chưa biết, cái lời lỗ mà chưa biết nha, thì tao mày nghĩ cái dân Việt Nam này ăn gỏi nhà đào tiền không, lấy cái quần gì xuất qua Mỹ? Anh chỉ hỏi mày câu đó thôi. Nó rồi còn cái nữa, ông mà đã chấp nhận chơi thì nhận chịu, đúng không? Cấm nhau cấm cổ đi đào tiền, đi quảng cáo tiền, đi PR tiền, tao hỏi bị lừa đảo của chính phủ cứu, chính phủ lấy gì ra cứu mày? Đó, cái điều đó có tích cực hay không các bạn? Anh nghĩ sao về làm giàu bằng tiền ảo? Anh làm giàu bằng tiền thật, anh không ý kiến bạn làm giàu bằng tiền ảo nha. Thì Duy Nguyễn cho tặng bạn câu vậy, có chơi có chịu, đúng không? Khi mà bạn làm giàu bằng tiền ảo thì cũng bạn muốn cho ai, mà khi mà bạn phá sản vì tiền ảo thì bạn cũng đừng kêu chính phủ của tôi cứu. Ông mà chính phủ của tôi phải lo cho doanh nghiệp yêu nước, đúng không? Phải lo cho doanh nghiệp đóng thuế, đúng không? Còn bạn chơi tiền ảo mà đóng thuế cho nhà nước không? Đồ nhà nước cấm mà bạn còn chơi, mà tới hồi mà nhà nước cấm bạn chơi, bạn cầm sổ đỏ này đâu mà đi mượn nợ, bạn bạn xuống tiền xong rồi bị khứa nào nó giật đó thì do chính phủ ơi cứu con. Ủa, chơi sao thân bà. Cái điểm đó là các bạn phải nhớ đó, tôi nói chuyện nó ngắn gọn xúc tích thôi các bạn. Còn doanh nghiệp làm ăn chân chính đó, đóng một nùi thuế một nùi phí luôn, đúng không? Phải báo cáo rì bọt này nọ, quyết toán thuế đồ khổ lắm bạn ơi. Nên chính phủ có ưu tiên cứu, phải cứu những người này trước, tại họ là mạch sống cho quốc gia. Còn chưa kể cái thành phần kia tiền nó tẩu đâu bố ai biết, đúng không? Tiền trên mạng nó tẩu đâu trả được ai biết đâu đó. Nó cầm tiền thiệt, bạn hiểu chưa? Nó cầm tiền thiệt, nó cầm cái sổ đỏ đó, nó đi mượn nợ bà hàng xóm nữa, nó đi mượn nợ mồ nhí nó luôn để nó xuống tiền ảo. Mà đã khi mà thành tiền ảo rồi đó, nó tẩu đâu bố ai biết. Nên á, một bên á, là gì, rườm cột quốc gia, một bên nó thì nó thật sự nó dưa leo, nó khoe tài sản của nó có 1,7 tỷ rồi đó anh, tự xưng là tỷ phú mà so đo giàu hơn với anti-fan, kệ nó. Tài khoản nó có 1,7 tỷ là cũng ghê ghê rồi đó, tài khoản nó có 1,7 tỷ là hơi ghê ghê rồi đó. Vậy mấy anh khước ở nhà mướn đồ nay cho nó 10 ngàn 20 ngàn mới hài. Đúng không? Cái có đó là gì, có gì, chị Hằng có câu là gì, thách thức công chúng.
Còn thằng này nó là thách thức đồ này ơ. Anh không biết đọc chữ đó đúng không mà. Bạn đâu bạn viết giùm mình chữ đồ này gì? Đồ này ơ hả? Hay đồ này nơ hay đồ này tơ? Bạn nào giỏi tiếng Anh giúp giùm mình chữ đó nha. Thách thức đồ này ơ. Quá đồ này ăn mì gói chết mẹ luôn. Xuống 50 ngàn, 100 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn đồ này cho nó giờ nó chọi tài khoản. Tỷ 7 nè mày. Đó, tiền của tụi mày nè mà giờ nằm trong túi tao nha. Quá cày vãi chưởng. Đó mình vui thôi, giỡn thôi. Không có ý gì đâu nha. Không cần về thọt lại với đó đâu, không mệt lắm. À, chú Di ơi, con thấy chú Leo bình thường mà sao nhiều người nói chú Leo phản động vậy ạ? À? Tại vì mày phản động giống chú Leo của mày. Hai con đót mà nó gần nhau thì đâu có con nào chê, con nào đen, con nào đâu. Ý anh nói đót mập nha mấy em. Đó là chương trình đam của anh, đam là vậy đó bạn. Đam trả lời ngắn gọn xúc tích thôi chứ không phải chương trình giải thích cho Sủ Nhi. Nên các bạn vô đây các bạn coi bên nó ủa sao hôm này tự nhiên nó vô giải thích gì tính nó vô nó kỳ vậy, tao không biết tao hỏi tao mà. Nó đi qua hỏi chị Hằng đi. Đi qua hỏi chị Hằng hai chữ phản động coi chữ rep làm sao. Đúng không? Anh Di rep vậy là dễ thương lắm rồi đó mấy em.